Chào mọi người, bây giờ mình đang hái chôm chôm nhé. Đấy. Mình sẽ hái nốt để mình xuống, trời đang mưa rất là lớn luôn. Đấy. Đấy. Ok các. Đây mọi người này. Đấy. Đây là những cái quả chôm chôm. Chôm chôm trong tại Nghệ An mọi người nhé. Đây này. Đấy, nhìn rất là ngon. Ok cho mọi người. Cắt cắt cái ô đi các. Đây này, con thử ăn cái quả này đã. Đây này, con này, này, con, này, đây bổ cắt cái ô đó, trời đang mưa rất là lớn mọi người nhé, đấy, này, hải chôm chôm cả mưa đây này. Đây này, con thử quả này thôi này. Để hạt lại mình trông con nhá. Ừ. Ok chưa? Đây. Đây là cái cây chôm chôm ở ngoài này mọi người nhá. Đây này. À, chôm chôm ở bên này. Đấy. Hạt lẻ ba. Ok, mưa rất là lớn luôn mọi người ạ. Đấy. Đấy. Thì mình sẽ rất là ngon nhá, chôm chôm Nghệ An luôn. À,今天呢我就是会品尝啊这个红毛丹，其实种了好多年哦。哎，今天我看这边呢，它的籽呢，我就是留下来，然后会育苗哈，做育苗的动作。这边，好多哈，这边呢。哇！我看，要品尝自己种的红毛丹哈，还是有一些哈。嗯，然后它就是它的肉哈，嗯，拿它这个，这这么这么牛逼呢，得让。Tào ba miếng này nhé. Ok đó. Chúng ta để ông tào ba miếng tào ba miếng tình nhé. Chúng ta ăn một bường thì thôi. Chúng ta phải để cái hạt này nhé. Chôm chôm chỉ nhiều lắm. Rất là ngon.